Mến chào các bạn. Các bạn ơi, ở trên tay mình đi làm bịch bột cacao á các bạn. Bữa nay mình sẽ chia sẻ một cái thức uống rất là ngon và bổ dưỡng. Cái thức uống của mình có cái tên gọi là cacao sữa đá. Thì đầu tiên là mình có bột cacao và mình cân ra chỗ này á, một lát nữa mình sử dụng chỗ này là 10 g bột cacao nè, mình đã cân sẵn rồi. Và ở đây mình có nước đường nữa các bạn. Mình đây là đường phèn á, rồi mình nấu á. Mình nấu là 100 g đường phèn với lại 100 ml nước. Nhưng mà một lát nữa là mình đong là mình chỉ cần lấy có 10 ml nước đường này thôi nha. Mà cái tỷ lệ đó là mình nấu lên thôi, chứ còn một lát nữa mình lấy có vậy thôi. Rồi mình làm cái món mà cacao sữa đá thì còn có sữa đặc, có đường này. Và mình có sữa tươi không đường này. Mình có cái ca để mình đong này các bạn. Thì đầu tiên là mình cho 10 ml nước đường. Mình cho vô cái ca này rồi mình nhìn này các bạn. Đây là 10 ml nước đường. Rồi mình cho vô đây 20 ml sữa đặc có đường ha. Mình căn căn mà mình thấy nó lên tới cái mức cái số nó là được ha, là nó cũng chìm ở trong cái nước này rồi này các bạn. À, như vậy là được rồi đó. Rồi mình sẽ cho bột cacao vô này các bạn, vô với lại sữa và nước đường. Rồi mình sử dụng cái muỗng á để mình đánh cho cái cacao với lại sữa đường cho nó tan chảy hết cái cacao ra nha. Khi mình đã đánh tan cái bột cacao với lại sữa và nước đường rồi các bạn, bây giờ mình chế nước sôi vô nha. Ở bên này mình có một bình nước sôi mình mới nấu lên đó các bạn. Mình sẽ chế vô đây khoảng 30 ml nước sôi nha. Đó, tầm đó là 30. Mình nhìn theo cái ca của mình á các bạn. Cái con số mà ở bên hông cái ca của mình á. Mình sẽ đảo cho nó đều đi nha. Cho nó chín cái bột cacao với lại sữa. Khi mình làm cái thức uống này á các bạn, thì mình có sử dụng ở đây một cái bình lắc này các bạn. Cái bình của mình đã sạch sẽ rồi ha. Rồi mình đã đảo đều với nước sôi rồi, thì mình cho vô cái bình lắc này các bạn. Rồi mình cho sữa tươi không đường vô nha. Mình cho vô khoảng 70 ml đó các bạn. Mình cũng nhìn theo cái dấu của cái ca này, khoảng 70 này, sữa tươi không đường. Mình dùng luôn cái ca này mình đong rồi mình cho vô ha. Mình làm cái thức uống mà có những cái gia vị này á, những cái nguyên liệu này vô rất là ngon. Rồi đây là mình có đá của tủ lạnh mình á các bạn. Thì mình sẽ múc những cái viên đá to này mình cho vô ha. Mình múc bằng cái muỗng này thì nó không có vô nước, nó chỉ vô những cái viên đá thôi. Chắc mình cho vô hết đi. Thì chỗ này cái lượng đá cũng không nhiều. Rồi khi mình cho vô rồi thì mình đậy cái nắp lại, mình lắc ha. Mình lắc đều như vậy này các bạn. Lắc như vậy thì những cái nguyên liệu nó sẽ lẫn lộn vô với nhau và nó rất là ngon nha. Trong vài giây thôi. Rồi giờ mình cho ra này. Wow, nhìn nó rất là ngon luôn đó các bạn. Rồi mình cho ra ly nha. Wow, nhiều quá, còn dư xíu này các bạn. Thế là cuối cùng là mình đã có được một ly
cacao sữa đá rất là ngon này, uống rất là bổ dưỡng luôn đó các bạn. Mến chào các bạn nha.